Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, tham gia đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng. Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên đề An ninh Long An về kết quả sau 15 ngày ra quân. Kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi. Sau khi triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh quy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A. Quốc lộ 62 và các tuyến tỉnh lộ, đường đô thị, đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã có tình hình giao thông phức tạp, mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát giao thông được phép dừng các loại phương tiện tham gia giao thông để kiểm soát giấy tờ của người và phương tiện tham gia giao thông mà không cần có lỗi ban đầu. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, để chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Đợt ra quân tổng kiểm soát đợt này thì tập trung vào các đối tượng là xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải container, xe ô tô con, xe mô tô. Lực lượng là tuần tra kiểm soát tập trung và xử lý các hành vi vi phạm như điều khiển xe là sử dụng rượu bia, sử dụng chất kích thích khác, rồi vi phạm là quá tốc độ, chạy không đúng làn đường, phần đường quy định, rồi xe mô tô thì chạy thành đoàn, rồi chạy lạng lách đánh võng, rồi tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép. Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, thực hiện kiểm soát đối với các loại phương tiện như ô tô khách, xe container, xe ô tô và mô tô, tập trung xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, kinh doanh vận tải hành khách trái phép, dừng đổ đón trả khách không đúng quy định, chở quá số người quy định, quá trọng tải, đi không đúng làn đường, phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu giao thông. Kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định của luật giao thông đường bộ như giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật. Ra quân tuần tra kiểm soát đợt này, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông, còn phối hợp với cảnh sát trật tự cơ động, cảnh sát hình sự, lực lượng phòng chống ma túy và công an xã, phường, thị trấn xử lý kiên quyết triệt để các hành vi cản trở, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ và đấu tranh với hoạt động tội phạm khác. Thì qua công tác, lực lượng được trang bị công cụ hỗ trợ cũng như là phương tiện nghiệp vụ để phục vụ tốt cho công tác tổng kiểm tra, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, các tình huống chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình công tác, điều lệnh công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi giải quyết vụ việc, bảo đảm tuyệt đối an toàn khi thực thi nhiệm vụ. Sau hơn 15 ngày ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã dừng kiểm tra trên 5.300 phương tiện, phát hiện, lập biên bản xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 500 phương tiện vi phạm các loại, ra quyết định phạt tiền trên 1.700 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu hơn 2 tỷ 250 triệu đồng, tước 171 giấy phép lái xe.
Các hành vi vi phạm luật giao thông trong đợt kiểm tra này chủ yếu là vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải trọng, không giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký. Nhìn chung, qua hơn 2 tuần thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đạt được nhiều kết quả khả quan. Tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến rõ rệt. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Thì trong thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát, rồi xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm theo như cái kế hoạch đã đề ra. Nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục quy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.